Liên minh nghị sĩ 8 nước kêu gọi chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 21 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra 20 tháng 7 năm 1999, 20 tháng 7 năm 2020, Liên minh Liên nghị viện về vấn đề Trung Quốc Interparliamentary Alliance on China đã đăng tải tuyên bố kêu gọi thế giới chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Được thành lập từ ngày 5 tháng 6 năm 2020, Liên minh Liên nghị viện về vấn đề Trung Quốc bao gồm một nhóm các nhà lập pháp cấp cao tới từ 8 quốc gia được thành lập với mục đích chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ chế độ Trung Quốc đối với các lĩnh vực quan trọng như thương mại, nhân quyền và an ninh toàn cầu. Các nghị sĩ thuộc liên minh này tới từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, Đức, Thụy Điển và Na Uy. Đồng thời, liên minh cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Nghị viện châu Âu. Đại diện các nước trong liên minh đã đưa ra mục đích thành lập là nhằm chống lại thách thức lớn nhất đối với thế giới tự do, chính là Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tính chất liên nghị viện của liên minh nghị sĩ 8 nước này đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc phải liên tục đối mặt với các cáo buộc về sự che đậy và dối trá trong đại dịch COVID-19. Hơn thế nữa, những vụ việc vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc có xu hướng leo thang trong thời gian gần đây. Việc đàn áp dân chủ tại Hồng Kông, triệt sản người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương và giam giữ họ trong các trại tập trung Trung Quốc, việc thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm như người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, v.v. Ngày 20 tháng 7 năm 2020 vừa qua, Liên minh Liên nghị viện về vấn đề Trung Quốc đã đăng tải tuyên bố kêu gọi thế giới chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tuyên bố viết, 21 năm về trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu một chiến dịch đàn áp người tập Pháp Luân Công. Nhân dịp kỷ niệm nghiêm trang này, chúng tôi muốn nhớ tới không chỉ người tập Pháp Luân Công mà còn người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, các tín đồ Kitô giáo cùng các nhóm tín ngưỡng thiểu số đang ngày càng bị áp bức và lạm dụng nhân quyền trầm trọng hơn. Trong hơn 2 thập kỷ, cuộc đàn áp người tập Pháp Luân Công đã dẫn tới việc hàng trăm nghìn người theo tập bị giam giữ và phải đối mặt với những hình thức tra tấn tàn bạo nhất. Đặc biệt đáng lo ngại là các báo cáo về việc những tù nhân Pháp Luân Công bị nhắm đến vì nội tạng của họ. Bằng chứng cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện từ 15 năm trước. Và năm ngoái, trong một dự án pháp lý độc lập và nghiêm ngặt, Tòa án độc lập điều tra về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đã tuyên bố chắc chắn không chút hoài nghi rằng hành vi này đã diễn ra trên một diện rộng do nhà nước hậu thuẫn một cách có hệ thống. Ngày hôm nay, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh cảnh ngộ của người tập Pháp Luân Công cùng các cộng đồng tín ngưỡng thiểu số khác đang khổ đau dưới sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi muốn nhắc nhở thế giới về những hành động đồi bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ phải chịu đựng. Và chúng tôi kêu gọi thế giới lên tiếng nhằm chấm dứt sự áp bức này, chấm dứt sự phi pháp này. Chúng tôi kêu gọi thế giới hãy lên tiếng yêu cầu công lý, lên tiếng yêu cầu những kẻ hành ác chịu trách nhiệm vì nhân quyền, vì nhân phẩm cho tất cả người dân Trung Quốc.